Hiện tại ngay bây giờ, lính tráng của Ukraine đang trốn ở trong cái chỗ hãng làm sắt này. Và cũng được biết có khoảng chừng 1.000 người dân cũng đang trốn ở bên trong đó. Đây là những hình ảnh nhà chức trách bên Ukraine báo cho biết ở trong chỗ này có rất là nhiều người dân trốn ở trong đây theo nước nga nói những người dân trốn ở trong chỗ hãng sắt này có súng ống và chống lại nga theo cái bà đã nói cho biết chúng tôi ở đây mất nhà cửa mất luôn cái cuộc sống của chúng tôi cái video này thì ABC News chưa có chắc chắn 100% là đúng sự thật. Lính của Nga định tấn công vô trong chỗ này. Và nước Nga hiện tại bây giờ chưa có thể làm được như vậy, tấn công vô đây. Ông Tổng thống bên Ukraine nói chuyện với đất nước. Ông Tổng thống của nước Nga nói, lính chán của Nga mãi mãi sẽ nằm trong lịch sử. Đó là cái lính tàn ác và giả man nhất trên thế giới. Nằm về hướng đông ở bên Ukraine thì cũng đang có chiến tranh ở đó. Ở đây là liên tiếp bị bắn quả tiễn. Đây là thêm một bước nữa về chiến tranh

đây là cái chỗ của một cái quả tiễn từ ở trên bắn xuống chỗ này. Trung quanh đây toàn là nhà của người ta không? Nước Nga nói là bắn vô những chỗ của lính, thì bắn chỗ như vậy thì lính chán ở đâu? Theo bà này nói, chúng ta đây phải tiếp tục sống. Và biết làm gì bây giờ? và đây chúng tôi đi tới ngay cái chỗ cái form chỗ này chúng tôi nhìn thấy bị quả tiễn bắn xuống chỗ này nữa đây là họ bắn quả tiễn xuống cho nó cháy nhiều chỗ khác nhau hơn và những gì mà họ làm bên nước nga đó là tội ác của chiến tranh cái chỗ của người nông dân chỗ này, cái farm rất là gần ngay chỗ trận chiến. Ông này thì vẫn làm tiếp tục, không cần biết chuyện gì. Đại hỏi các ông này, nước Nga nó đang thả bom xuống ngay chỗ cái đồng ruộng của ông. Tại sao ông ở đây để làm gì? Ông ta nói hiện tại ngay bây giờ tôi đang đấu tranh, đấu tranh cái thứ nhì của trận chiến. Tôi đang đấu tranh, đấu tranh để giúp đỡ cho nguyên cái đất nước của chúng tôi có đồ ăn tiếp tục. Không cần biết thả bơm gì đó, tôi cũng vẫn làm tiếp tục thôi. Đây là cái nhiệm vụ của tôi, tôi phải làm tiếp tục.